Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Hoàng Yến, mình là chuyên gia tư vấn và điều trị các vấn đề về da liễu mà mọi người hay gặp phải. Và trên tay mình đây là cái tip kem bôi da thuần mộc này. Kem bôi da thuần mộc nó có rất là nhiều công dụng, nhưng mỗi vấn đề chúng ta gặp phải lại có một cách sử dụng khác nhau. Mình thấy rất là nhiều người gặp vấn đề về nấm và hôm nay Yến sẽ làm video hướng dẫn mọi người sử dụng chi tiết cái sản phẩm kem bôi da thuần mộc này nhé. Mọi người bị nấm chúng ta sử dụng cái sản phẩm này là quá là chuẩn rồi, nhưng mọi người nhớ là phải mua hàng chính hãng của công ty nhé. Khi chúng ta mua hàng về chúng ta nhớ phải kiểm tra thông tin của sản phẩm này, đó, trong đó có kiểm tra tem này, sau đó là mã cào xác thực này, chúng ta gửi về tổng đài của công ty để chúng ta xác thực xem nó có đúng là hàng chính hãng của công ty hay không, thì khi chúng ta sử dụng nó mới đạt hiệu quả nhé. Các bạn bị nấm chúng ta sử dụng cái sản phẩm này là quá là yên tâm rồi, tại vì trong cái sản phẩm kem bôi da thuần mộc này thành phần của nó là gồm có cây hoàng bá này, hoàng liên này, kim ngân hoa này, phổ nhung và một số thảo dược quý khác nữa. Đó, em kể mọi người nghe này, tuần trước em có hỗ trợ bạn Linh, em mà Yến quen ở trên Facebook ấy, mình có kèm cặp và hướng dẫn bạn ấy sử dụng cái sản phẩm kem bôi da thuần mộc này, mà chưa hết một cái tip này mà bạn ấy đã giải quyết được vấn đề bị nấm móng của bạn ấy rồi. Và bạn ấy đã bị cách đây 5 năm, bôi rất là nhiều sản phẩm, cứ hết thuốc cái là bạn ấy là bị tái lại. Đó, hôm nay Yến sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái sản phẩm này để đạt kết quả tốt nhất này. Bước 1 khi chúng ta nhận sản phẩm về là chúng ta nhớ phải kiểm tra hàng chính hãng của công ty này. Sau đó nếu như ai gặp vấn đề về da đầu ấy, thì là nam giới thì hãy cắt tóc đi nhá, để tóc ngắn. Đó, rồi chúng ta có thể kết hợp gội đầu bằng chanh này, hay là dùng những cái dầu gội mà nó không có chứa hóa chất ấy. Chúng ta có thể sử dụng dầu gội dược liệu này, nó không có chứa nhiều hóa chất thì nó sẽ giúp cho bệnh của chúng ta nhanh được giải quyết nhá. Còn ai gặp vấn đề vì nấm móng này thì chúng ta hãy cắt hết móng của chúng ta đi này. Đó, cắt hết móng của chúng ta đi, sau đó chúng ta vệ sinh sạch sẽ rồi bôi cái tiếp thuần mộc này, rồi chúng ta hãy lấy băng cá nhân băng lại nhé anh chị nhé, băng lại thì nó sẽ nhanh khỏi hơn ạ. Và trong quá trình sử dụng thì không được tiếp xúc với lại hóa chất này, nó không được tiếp xúc với hóa chất hay là đất bẩn, xà phòng này, dầu rửa bát chẳng hạn đó. Và em chuyên cung cấp hàng chính hãng của công ty này, cái sản phẩm này nó điều trị các vấn đề về nấm như là nấm đầu này, nấm bóng này, các vấn đề về da liễu như là lăng ben, hắc lào hay là viêm da cơ địa này, ghẻ lở này, trẻ con bị chàm này, bị ham tã này, ham bỉm này, đó thì hay là ai bị nấm ngứa vùng âm đạo nữa, thì các anh chị hãy liên hệ với mình để được sử dụng cái sản phẩm này một cách để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Và khi mà cần tư vấn về sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ với em qua số hotline là 0974172288 để được kèm cặp và sử dụng sản phẩm này, và cam kết cái sản phẩm này sẽ đạt hiệu quả 100% nếu như chúng ta làm đúng nhá. Đó, nếu như chúng ta làm đúng và dùng đủ ạ.